Vâng, đồ gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Trước mắt quý chị đang xem ở đây, đó là một lô có 8 cái ghế Louis trên chất liệu là gỗ gõ đỏ. Và 8 cái ghế này cơ sở hoàn thiện cho anh khách hàng tại Di An, Bình Dương. Và trước khi đi giao thì cơ sở bên em sẽ quay cho quý anh chị xem nhé. Khác với những cái sản phẩm khác, chúng em sơn xong hoàn thiện đầy đủ rồi mới giao cho khách hàng. Tuy nhiên thì anh khách ở đây thì anh đã đặt một cái sản phẩm mộc thô, về thì chắc là anh sẽ tự sơn hoặc là anh nó gia công theo kiểu gì đó thì chúng em cũng không biết. Dạ vâng, giá thì chúng em cung cấp cho quý anh chị luôn, hoàn thiện là 3.900.000 một cái. Thế thì lô này có 8 cái nha anh chị nhé. Thiết kế ghế Louis của cơ sở bên em thì luôn luôn đặc thù và khác biệt so với tất cả những sản phẩm thông thường. Bằng chứng thì quý anh chị có thể xem tất cả những cái tấm tựa này và tất cả những tấm mặt dán này. Cơ sở chúng em đang lựa có tổng cộng có 8 cái ghế thì cả 8 cái bộ vân nó giống nhau. Có thể nói rằng đây là một trong những cái điều mà rất ít những cơ sở có thể làm được. Bởi vì khi chúng em đã làm trên một bộ á, có 8 cái ghế chúng em đã mà xếp vào với nhau rồi thì chắc chắn là sẽ không có cái ghế khác xếp vào với nhau mà nó hợp được nữa. Đó. Bởi vậy nhiều khi có một số anh chị cũng hay hỏi chúng em là có bán lẻ 2 cái hay 1 cái không, thì chúng em cũng chia sẻ là chúng em không có bán. Bởi vì hàng chúng em đã dựng lên là nó sẽ đi theo với nhau, 80 ghế này nó sẽ bắt buộc phải đi với nhau, theo nhau tới suốt cuộc đời luôn ấy. Đó, chứ không có lệch nhau được. Bởi vì lệch ra một cái là nó không có đẹp. Mọi người nhìn cái vân này anh chị cũng biết rồi. Dạ vâng, tất cả những cái bản mặt ở đây thì cơ sở chúng em sử dụng đó là mặt 3 phân, mặt nguyên tấm. Và chất cây của chúng em làm là chất cây quần mộc zin nguyên trên chất liệu cây ba chi. Và với cơ sở bên em khi mà làm ấy, anh chị để ý à, chúng em làm hàng rất là sạch sẽ. Đây thì nó mới chỉ là sơ qua về cái lớp mộc thôi, chứ nếu mà chị em còn quật sơn đi thì nó còn đẹp hơn, sạch hơn rất nhiều. Đó. Quay cho mọi người một chút xem về cái chân nhá. Đây là cái chân hoa lá tây được cơ sở cho anh em lọng cong. Lọng cong ở đây là cong có đủ 4 vế luôn, cho nên là cái chân thì nó rất là dẻo. Và cái độ cong nó sẽ liền với cái vai trước này. Vai trước này vừa cong xuống cạnh dưới và vừa cong ra ngoài và vừa nghiêng xéo ra phía bên này với cơ. Đó, cái dàn vai này rất là đẹp. Và chất liệu gỗ gõ đỏ hoàn toàn 100%. Mọi người có thể xem cả các cái phần gầm đáy của sản phẩm. Khi chúng em làm thì với cái mặt ván dày 3 phân, cơ sở sẽ cho anh em bắt vít mặt từ dưới lên. Cho nên mọi người thấy là cái sản phẩm nó sẽ rất là đẹp, sạch sẽ nhé. Đó. Đây là cái lớp mộc chúng em mới xong phần mộc thôi đấy. Đó, còn về nhà quý anh chị sơn kiểu gì hay là làm gia công kiểu gì thì anh chị nên cân nhắc nhé. Bởi vì hàng nó là hàng đẹp. Đó, những cái ghế em đóng rất là chắc chắn như vậy. Rất là chất lượng. Đó, đến từng cái gầm, từng cái đáy. Vâng, trước khi đi giao thì chúng em dự kiến để giao trong ngày thứ 5. Hôm nay là thứ 3 rồi. Thì em quay trong điều kiện buổi chiều hôm nay thì em đăng lên để cho anh khách ở Bình Dương anh xem trước đi. Rồi tới thứ năm là anh chỉ việc anh nhận hàng thôi. Đó, bởi vì nhiều khách hàng ở xa khi mua đồ gỗ tại cơ sở chúng em thì cũng lo lắng, thì cũng muốn biết được cái sản phẩm của mình đặt ra làm sao. Và chúng em cũng luôn luôn cố gắng hết sức để phục vụ quý anh chị. Tất cả những cái sản phẩm khi chúng em làm, khi chúng em quay lên thì chúng em đều rất là nói rất là rõ về cái chất lượng, tiêu chuẩn và giá cả của sản phẩm. Cho nên mọi người khi tham khảo đồ gỗ của cơ sở chúng em ấy thì quý anh chị yên tâm. Và khi quý anh chị yên tâm rồi thì anh chị hãng đặt hàng nha. Nếu mà anh chị cảm thấy những cái video chúng em giới thiệu sản phẩm nó chưa được hay hoặc là nó anh chị không tự tin thì vui lòng anh chị cứ từ từ anh chị tham khảo thêm. Tham khảo xem những cái video trước, rồi tham khảo những người quen xem nào Mộc Nam Huy có uy tín không. Và tham khảo xem kênh YouTube 1 triệu người đăng ký của Mộc Nam Huy có nhiều khách hàng phản hồi hay không nhé. Thì cũng phải nói như vậy với quý anh chị để quý anh chị hiểu là mấy ngày hôm nay ấy, em hơi bị gặp nhiều tình huống hơi lạ lạ. Có những khách hàng thì liên hệ với cơ sở bên em thì bảo là bây giờ hàng của cơ sở bên em bảo hành bao lâu. Thì chúng em cũng nói rất là rõ ràng là gõ đỏ chúng em bảo hành 5 năm, gỗ tràm bông vàng lõi, các sản phẩm bàn ghế giường chúng em bảo hành là 2 năm. Thế thì có khách bảo chúng em là của tôi xem ở bên kia bảo hành vĩnh viễn, của tại sao Mộc Nam Huy chỉ có 25-3 năm. Thế thì chia sẻ với quý anh chị nhá, anh chị cứ thử xem những công ty lớn như là Apple này, rồi những công ty đơn giản như ở Việt Nam thôi,
các công ty như là Vingroup, VinFast ấy, họ sản xuất ra những cái xe hơi, những cái điện thoại thông minh bậc nhất thế giới mà họ bảo hành cho chúng ta chỉ có 5 năm hoặc tối đa thì 10 năm thôi, đúng không ạ? Anh chị nghĩ làm sao mà đồ gỗ nội thất mà lại đi bảo hành cho quý anh chị vĩnh viễn? Thật ra thì em không biết được rằng là những cơ sở đó họ bảo hành theo cái cách nào, và cái lời nói cũng như việc làm của họ có đi đối với nhau hay không thì chúng em không biết. Còn ở cơ sở bên em ấy thì em xin nói rõ là nó có như nào thì em giới thiệu như vậy, không nói hơn và không nói kém nhá, để tránh mất thời gian cũng như là tránh mất cái công sức của quý anh chị. Đã vậy rồi, còn có những khách hàng khi mua hàng tại cơ sở bên em thì cũng có đặt cọc, thì có anh quý anh chị đặt cọc 1 triệu 2 triệu, nhưng mà nhiều khi cũng cứ lo, bởi vì những cái sản phẩm như chúng em làm ấy thì nó đều phải mất thời gian. Như mộc bây giờ anh chị đặt một bộ bàn ghế, ví dụ như là đã không có sẵn mộc nhá, anh chị đôi khi phải chờ cả vài tuần đó. Chứ nhiều khi có những quý anh chị cũng đặt cọc rồi cũng hơi lo lo, bảo là ông này làm ăn kiểu gì mà sao mãi chưa thấy hàng. Nhưng mà hàng thì nói với quý anh chị rằng là làm mới có thời gian nó mới xong được, chứ không phải là nhanh. Cho nên là quý anh chị nếu mà có tin tưởng cơ sở bên em, tham khảo thật kỹ, cảm thấy tin tưởng thì anh chị đặt hàng nhá. Cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi video này. Bằng tất cả sự chân thành, cơ sở bên em xin nói rõ về chính sách cũng như là cách làm của cơ sở bên em. Mong là mọi người có thể hiểu cho cơ sở nhá. Và nếu anh chị đang tham khảo cơ sở bên em, vẫn còn đang tò mò và không biết rằng là Mộc Nam Huy có phải thực sự là một đơn vị uy tín không, thì quý anh chị cứ bình tĩnh theo dõi lại tất cả những cái video của cơ sở bên em nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.